Cú Lady đã có trận đấu rất ấn tượng với bên Khangkat ở lượt trận đầu tiên thì đã có được kết quả hòa và họ đang hướng đến chiến thắng đầu tiên. Trong đó SP Sư Phạm đã phải nhận thất bại vì số 0-4 trước đội bóng rất mạnh là NU ở lượt trận đầu tiên và đang cố gắng hướng đến những điểm số đầu tiên. Và đây là đội hình xuất phát của cao thủ SP Sư Phạm ở trận đấu ngày hôm nay. Vẫn là 7 cái tên quen thuộc với sự có mặt của số 17 đội trưởng Nguyễn Thị Yến, thủ môn số 19 Phạm Thu Hà, số 24 Nguyễn Thị Quý Mùi, 25 Hà Hoài Thương, số 27 Hoàng Hải Yến, số 28 Trần Bảo Ngọc và số 39 Ngân Thị Thu Hà. Trong khi đó bên phía cao thủ Cool Lady, những cái tên được Bầu Duy đưa ra trong trận đấu ngày hôm nay vẫn là thủ môn áo số 1 Nguyễn Thị Quyên, số 2 Ngô Thị Thư, số 3 đội trưởng Đặng Thị Hạnh, số 11 Nguyễn Thị Bích Ngọc, số 15 Nguyễn Thị Kim Anh, số 19 Đào Bích Ngọc và số 30 đó là Nguyễn Minh Nhật. Pha tranh chấp tốt, xoay sở khá hợp lý, khá nguy hiểm. Như vậy bàn thắng đã đến với các cầu thủ Cool Lady. Áp lực liên tục của các cầu thủ áo cam đã khiến cho, giờ chúng ta xem lại pha bóng dẫn đến bàn thắng của các cầu thủ Cool Lady. Một tình huống phòng ngự có phần bị động của Trần Bảo Ngọc. Tốc độ và điểm mạnh của cầu thủ SP Sư Phạm, ngoại trừ trường hợp của Hoàng Hải Yến. Trả ngược, dứt điểm ngay, rất hay, vô! Tuyệt phẩm của Ngô Thị Thư. Một cú đá làm chúng ta nhớ lại Alejandro Garnacho của ngày hôm qua. Cũng là góc sút đó, cũng là chiếc chân phải và là góc cao. Thì Ngô Thị Thư đã tạo nên tuyệt phẩm tiếp theo tại sân số 2 của Trung tâm Đào tạo bóng trẻ Việt Nam. 2-0 cho Cool Lady. Nguy hiểm, bóng đổi hướng và 3-0. Tình huống mà Đào Ngọc đã có quá nhiều không gian và thời gian, Thu Hà thì cũng không thể vơi trái bóng và chỉ chờ có thế. Chuyển tốt, cơ hội vẫn còn. Hai cú đá liên tiếp của Kim Anh và Ngô Thị Thử. Và triển khai nhanh của cao thủ áo cam, đã có sự can thiệp của đội trung vệ Ngân Thị Thu Hà. Lại là Bích Ngọc, chiều cao và sải chân dài thì Bích Ngọc đang giữ bóng rất tốt. Chuyển non Hải Yến, vẫn là số 27, chọc khe, cơ hội đối mặt, cơ hội đối mặt, không vào. Chưa có bàn thắng cho SP Sư Phạm. Tình huống mà Hải Yến đã loại bỏ đến 3 cầu thủ bên phía Cool Lady. Nhưng Nguyễn Thị Quyền đã xuất sắc cứu thua cho đội bóng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và một bàn phản lưới nhà đến từ các cầu thủ SP Sư Phạm. Thủ chuyển tốt, lại là cơ hội cho Kim Anh chân trái. Một thế rất khoái khẩu với Kim Anh và số 15 của Cool Lady không bỏ lỡ cơ hội này. Một tình huống dứt điểm chân trái gọn gàng và chính xác để nâng tỷ số lên 4-0 cho cao thủ Cool Lady. Đội chuyển tốt, lại là cơ hội dành cho Nguyễn Thị Thủy. Pha xử lý ở đoạn cuối này thì lại hơi giống Garnacho lúc chưa có bàn thắng. Vẫn còn, có thể trả ngược, cú sút ngay, không vào, vẫn còn. Sang ngang đã từ chối bàn thắng của Nguyễn Thị Thủy. Vào sân với nguồn năng lượng dồi dào thì số 26 đang liên tiếp có những cơ hội. Được chuyển vào, nguy hiểm, cơ hội, bàn thắng đã đến với SV Sư Phạm. Pha lập công của Nguyễn Thị Quý Mùi. Một tình huống mà món quà đã đến với số 24 của SP Sư Phạm. Quá người, rất nhẹ nhàng, cơ hội đối mặt, cơ hội đối mặt, không vào, vẫn còn. 5-1 cho Cool Lady. Bàn thắng tự tìm đến chân của Kim Anh. Lần này thì Ngô Thị Thư đã không thể có được bàn thắng tiếp theo, nhưng đồng đội của cô đã có mặt đúng lúc đúng chỗ. Nếu mà họ đã có kết quả hòa một đều cực kỳ thuyết phục trước đội bóng toàn các cựu sao. Nguy hiểm, 6-1 cho Cool Lady.
Bàn thắng rất bất ngờ của đội bóng áo cam. Đường chuyền, cú đá ngay, không vào. Vẫn còn. Tuyến hai. Thêm một cú đá nữa, 7-1. Tiếp tục là bàn thắng của Kim Anh, hat-trick cho số 15. Không những xuất sắc, Kim Anh còn là người rất soi bóng và chọn vị trí cực hay với các cầu thủ của huấn luyện viên Lê Nhất Duy. Lại cơ hội nữa, Ngô Thị Thư 8-1. Không thể tin nổi, 3 phút 3 bàn thắng. Ngô Thị Thư hoàn thành cú đúp của mình. Trong hiệp 1 thì số 2 đã có được siêu phẩm. Lần này làm tình huống có mặt đúng lúc đúng chỗ để cú lady hoàn toàn có thể phá kỷ lục đó khi thời gian cũng còn rất nhiều. Và lại là Kim Anh, cú đá của Kim Anh không được. Tiếp tục làm tình huống vất vả nữa của Thu Hà. Khá nguy hiểm. 9-1. Có lẽ sẽ là pha phản lý nhà của thủ môn Đặng Phạm Thu Hà. Một tình huống định bắt bài quả đá phạt góc của Ngô Thị Thư. Đó là tình huống chuyển vào. Nguy hiểm. Và bàn thắng đã đến với SP Sư Phạm. Thêm một tuyệt phẩm nữa tại sân số 2. Và một lần nữa lại là số 25. Hà Hoài Thường với cú rót bóng. Thái Phụng. Và đột phá cá nhân của cầu thủ áo số 10 với chiếc băng đầu làm chúng ta liên tưởng tới Ronaldinho. Cũng là số 10, cũng là băng đầu. À, những pha xử lý cá nhân lắt léo. Quỳnh Anh được truyền cho Thái Phong, bước một tốt. Thái Phong 12. Bây giờ là hai con số về số lượng bàn thắng cho Cool Lady. Số 10 đã có pha xử lý rất ấn tượng trước đó và bây giờ cô đã có bàn thắng cho riêng mình bằng một cú đá cháy nóc. Đang đợi đồng đội băng lên, Thái Phụng được truyền, dứt điểm, không vào. Chưa thể có bàn thắng tiếp theo cho Nguyễn Thị Thủy. Là pha đá đáy thả ngược cực kỳ bài bản của sân 7. Lại là Thái Phụng. Vẫn là Thái Phụng. Thái Phụng qua người, Thái Phụng quá. Đừng nói gì cả. Chúng ta sẽ chờ đợi pha quay chậm và cùng nhau tận hưởng pha xử lý vừa rồi của Thái Phụng. Cũng làm chiếc băng đầu tăng chỉ số và trận đấu mà Cool Lady đã thể hiện những gì tinh túy nhất của bóng đá nữ phong trào Sài Gòn đến với sân chơi miền Bắc. Và như vậy là màn đối đầu giữa Cool Lady và SP Sư Phạm khép lại 11-2. Trận thắng đậm nhất và chiến thắng có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của dòng đá nữ 7 người vô địch quốc gia Cúp Liên Khôi năm 2024.